khi mà ai đó chọi cho bạn một cái ổ mắm tôm, chạy đi kiếm thêm ít chanh, ít đường, rồi ít mỡ nữa phi lên, trời ơi bà cháy bò chét luôn, thêm miếng ớt nữa còn cay nữa, thèm thèm. Ê! Trái lại và xong ấy dạ, một cái bài check cái khung một chút xíu. Hey hey hey, xin chào đồng bào, tôi đã trở lại đây và hôm nay là một cái khung rất là kỳ lạ. Đây có một cái cục đá và phía sau là check khung và chưa check mic được. Khá là được rồi. Dạ. Đây là cái mic và có lẽ là những tập tiếp theo thì âm thanh nó ok hơn những tập trước, nghe nó hơi bị đau lỗ tai, mình nghe mình còn rất là đau nữa mà. Tới check lui thôi, đi quay có một mình mà. Đấy. Đây. Dạ. Cứ ngồi đúng cái vị trí đã focus thì nó sẽ nét thôi. Nó nét món dấm nhiều đây nè, nên cứ vậy. Vậy là ao. Bây giờ cho mừng đồng bào đến với những cái chấm bi tròn xe. Chưa ngồi đúng khung đâu, thấy mà cái đầu không mà. Cái clip này nó không quan trọng khung hình lắm đâu. Vấn đề là phía sau nó hơi đẹp ấy. Khung ok rồi, nít ok chưa? Ở đây có, ở dưới kia có sóng biển. Ở phía sau có mấy chấm bi. Bên kia có cái đèn quay quay và bên này cũng một nồi chấm bi. Nếu đó là hạnh phúc của mày, tao là hạnh phúc cho mày. Nếu đó là một cái điều gì đó bất hạnh đối với mày, hoặc là một cái sai lầm gì đó, hoặc là một cái lỡ lầm gì đó, hoặc cái bồng bột gì đó, thì lại còn tao và mày ngồi nói chuyện. Thế nên những thằng đeo kiếng thì lâu lâu nó cũng phải bỏ kiếng ra để nó nhìn mọi thứ nó tròn xoe, nó dính nùi với một chỗ.